Và cuối cùng trong chương trình hôm nay là IV News, câu chuyện thời sự với Thiên Nga. Thiên Nga kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, phiên tòa sự đoàn thị hương rời đến cuối tháng 5. Đây là lần thứ hai đoàn thị hương và đồng phạm City Asia trong vụ sát hại người đàn ông được cho là anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn ra tòa. Phiên trước là chính thức khởi tố hai nữ nghi can ấy. Theo tin tổng hợp thì có gần 100 phóng viên săn tin chờ trước cổng tòa án tối cao Sepang, Selangor, Malaysia là nơi diễn ra phiên tòa kỳ này, chứ không phải là tại tòa thượng thẩm Shah Alam như dự trù họ tập trung tại mé trái vì thấy có bố trí nhiều cảnh sát phía đó. 8 giờ sáng, luật sư biện hộ cho Đoàn Thị Hương là luật sư Hisham T. vào cổng. Và chừng hai chục nhà báo đến sớm nhất được vào trong nhưng là bên ngoài phòng xử. Không thấy thân nhân của Đoàn Thị Hương xuất hiện. Tuy là cha và người em họ của cô đã sang Kuala Lumpur từ hôm thứ hai để hỗ trợ tinh thần cho Hương. Sáng hôm qua, ông bố được vào trong nhà tù thăm hương qua tấm kính ngăn. Ông cho hay là trông cô khỏe mạnh. Theo thông cáo, thì phiên tòa khởi sự lúc 8 giờ 30, nhưng sau đó lại có bản thông cáo giá nơi cổng chính là 10 giờ mới bắt đầu. Rốt cuộc, báo giới mới biết là hai bị cáo đã được áp giải ra tòa, không rõ là vào cổng nào, và phiên tòa đã diễn ra. Tuy nhiên, do chưa có đúc kết điều tra của cảnh sát, chưa đủ tài liệu nên được rời lại đến ngày 30 tháng 5. Phiên tòa chấm dứt lúc 9 giờ 45. Phải chăng vụ án này rồi cũng chìm dần, xét vì thời gian trôi qua, tin tức sôi nổi lúc đầu đã bớt nhiệt, nhất là sau khi Malaysia và Bắc Hàn đã thu xếp với nhau. Malaysia giao thi hài của người bị sát hại, đổi lấy sự giải tỏa. Công dân của Malaysia được ra khỏi Bắc Hàn. Ngược lại, công dân của Bắc Hàn được rời khỏi Malaysia cùng với ba nghi can trú ẩn trong Đại sứ quán Bắc Hàn tại Kuala Lumpur. Luật sư bào chữa cho đoàn thị hương lập luận rằng vụ án có uổn khúc vì nếu thực sự do hóa chất độc hại gây ra cái chết, thì tại sao hai cô gái nhúng tay vào không bị tác hại và những người quanh đó không bị ảnh hưởng chút gì? tại sao đoàn thị hương không bỏ trốn mà hai ngày sau án mạng lại ra cũng phi trường đó để bị bắt dưới chức bắc hàn thì nhất mực bảo rằng người chết là kim chol theo như trong hộ chiếu chứ không phải là kim jong nam và ông ta có tiền sử bệnh tim lãnh tụ bắc hàn kim jong un không phát biểu gì người ta chỉ nghe tin tức là vài ngày sau án mạng ông không giấu được về bực dọc trong một buổi diễn hành khác với thường lệ. Giờ đây, trước sự kiện Hoa Kỳ tăng cường tàu chiến và vùng biển gần bán đảo Triều Tiên với khả năng một cuộc tấn công phủ đầu, phản ứng của ông Kim Jong-un thế nào? Thưa quý vị, hôm 11 vừa qua, lãnh đạo Bắc Hàn tham dự phiên họp toàn thể của Quốc hội. Sáng nay thì ông tươi cười dự lễ khánh thành khu Ryomyong, là khu phố mới, xây chỉ trong vài tháng. Khu cao ốc hiện đại này tọa lạc tại thủ đô Bình Nhưỡng và dành cho các khoa học gia. Ông Kim Jong-un cũng không có bài phát biểu về những tin tức nóng bỏng. Buổi lễ này là một trong các sinh hoạt kỷ niệm sinh nhật lần thứ 105 của cố chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên. Ngày chính là ngày 15 tới đây, được gọi là ngày của mặt trời hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna cho biết lãnh tụ kim jong un đã giám sát và chỉ đạo cuộc diễn tập quân sự của các lực lượng đặc nhiệm mấy tháng nay ông liên tiếp cho tiến hành các cuộc thử hòa tiễn với tần suất ngày càng tăng bất chấp lệnh cấm hoạt động vũ khí hạt nhân do liên hiệp quốc đưa ra bình nhưỡng lại còn tuyên bố sắp sửa phóng hòa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICBM mang đầu đạn hạt nhân có khả năng tới Bắc Mỹ. Hôm 11 vừa rồi, Tổng thống Trump đánh tuyết rằng để giải quyết hồ sơ Bắc Hàn, nếu mà Trung Quốc không giúp bảo ban Bắc Hàn là xứ mà họ bảo trợ, thì Hoa Kỳ sẽ đơn phương hành động. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liền điện thoại sang Hoa Kỳ, dàn xếp với Tổng thống Trump và kêu gọi giải pháp hòa bình. Trong khi đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đang chuẩn bị cho cuộc thở hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân lần thứ sáu để đánh dấu lễ kỷ niệm sinh nhật ông nội của ông, đồng thời cảnh báo đã sẵn sàng cho tình huống nghênh chiến với Hoa Kỳ. Liệu chiến tranh có xảy ra giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ không? Một cuộc chiến mà sẽ lôi kéo theo Nam Hàn, Nhật Bản gây bất ổn vùng Đông Bắc Á theo giới phân tích thì có lẽ là không. Khi nghe sẽ tường trình tiếp cùng quý vị vào kỳ tới. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn do SBTN Washington DC thực hiện đến đây xin tạm ngưng. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân và gia đình. Quý châu xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc khai trương SPTNDC New Studio. Chương trình văn nghệ chủ đề trả lại cho dân với nhạc sĩ Trúc Hồ và ca sĩ Mai Thanh Sơn, cùng sự góp mặt của ca sĩ Lilian. Chương trình sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017, tại nhà hàng Thần Tài 6249 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22044. Mọi chi tiết xin liên lạc Bích Phượng 703 5763 hay Destiny Nguyễn 804 868 8933. Quý vị có thể mua vé tại Hùng Hoàng Thơ 703 623 9301 hay Thẩm mỹ Việt Ngọc Minh. Năm nay, cũng phía bà chúa xứ núi Sam Châu Đốc, lần thứ 36 tại vùng Hoa Thịnh Đốn sẽ được cử hành vào ngày Chủ nhật 21 tháng 5 2017 nhằm 26 tháng 4 năm Đinh Dậu tại Maclin High School 1633 Davidson Road, Marklin, Virginia 22101. Xin lưu ý, xin quý vị tham dự đi vào cửa số 11, thẳng vào cafeteria nơi thiết lễ đường. Vào lúc 11 giờ đến 3 giờ chiều. Sale chọn kết hợp với Nancy buying rước tung ra chương trình shock low sale đại hạ giá đến 80%. phần Hợp thủy tinh 5 cái hai đồng nó khâu tỏ 3 đồng xe tiêu 8 đồng, xem dược thảo Hàn Quốc 3 chai 20 đồng, xuân mới vào nhà 20 đồng, nồi cấp điện 10 cấp Tiger 58 đồng. Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4, tặng quà miễn phí cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày. Sony 48 inch 398 đồng, kèm nghỉ cao cấp Omi mua 10 tặng 1, Lobo Skylake Inada Creamwear Massage của Nhật làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron 188 đồng một tháng trả gấp 4 năm không tiền lời Trade in nệm cũ 500 đồng để đổi lấy nệm cứng chống đau lưng Amante 100% Italy Warranty 20 năm tốt hơn nệm kim đan Nệm Maniflex lông cừu bờm ngựa Italy 35% off Băng ăn giường ngủ Italy mới lạ sang đẹp Bộ sofa da 100% Made in Italy 50% off chỉ có 2.999 đồng Bộ sofa da với Full Power Redliner 84 đồng một tháng trả gấp 5 năm không tiền lời DC Eden Center 7032378999 thông báo vừa mới khai trương trung tâm y khoa Progressive Urgent and Primary Care trung tâm y khoa tối tân với đầy đủ dụng cụ hiện đại để phục vụ quý đồng hương vùng Fortress Annandale, Springfield và Northern Virginia địa điểm 7306 Maple Place Annandale, Virginia 22003 số điện thoại 7033335001 mở cửa 365 ngày từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Với các bác sĩ thường trực nhiều năm kinh nghiệm, bác sĩ Lý Xuân Ngọc, bác sĩ Trần Tú Vân và bác sĩ Trần Quốc Kim nhận Medicare, Medicaid và hầu hết các loại bảo hiểm. Quý vị không cần lấy hẹn, không phải chờ lâu. Nhận làm bác sĩ gia đình, khám bệnh cho mọi lứa tuổi, điều trị các trường hợp khẩn cấp, tránh phải vào nhà thương cấp cứu.